về Việt Nam hết rồi. Thì bây giờ thật sự là ca sĩ mới nhất bây giờ là Như Quỳnh. Là không những đã về Việt Nam mà Như Quỳnh lại được ngồi ghế nóng. Người ta gọi là tại sao ở bên Việt Nam gọi ghế nóng? Tại ghế nóng là cái ghế nó rất là phải là nổi tiếng lắm mới được ngồi đó, mà ngồi cạnh là Như Quỳnh là Quang Lê. Quang Lê là cũng là ca sĩ hải ngoại nhưng mà rất nổi tiếng trong nước. Rồi ca sĩ cái gì Sơn Ngọc Sơn đấy. Đấy. Cũng là ca sĩ nổi tiếng ở trong nước. Ba người ngồi ghế nóng ở bên Việt Nam nó gọi là mình gọi là giám khảo chấm điểm, thì người ta bên Việt Nam nó gọi là cái gì huấn luyện viên. Tôi không hiểu tại sao lại trừ chữ huấn luyện viên ở trong này. Là lý do là tôi theo tôi nghĩ thôi, tại vì lúc thí sinh đi lên thi đó, thí sinh có quyền chọn. Thế rồi em sẽ về hát cho cái nhóm của Quang Lê. Thế tức là Quang Lê sẽ là người mà dạy hát để cho các em trở thành. Và đa số những người đã nhận vào hát cho Quang Lê, bên Ngọc Sơn thì có một hai người đấy, còn bên Như Quỳnh chỉ có một người hát đó. Vô đợi Đa số đầu đều vô cái Quang Lê. Bác biết tại sao? Tại vì Quang Lê sắp sửa có một cái show sắp sửa tới đây, và cái show mà đó là Quang Lê phát ra đó thì chắc chắn là những ca sĩ mới được thì sẽ sẵn được Quang Lê tuyển chọn dạy hát và cho hát trình diễn ngày hôm đó để đỡ được cái tiền mà mình mướn ca sĩ. Tại vì ở bên Việt Nam á, tổ chức một cái show lớn như vậy đó, nếu mà không có người gối đầu là mình thua. Bởi vì cái tiền bán vé đó, bây giờ ta không cần biết là số khách chỗ bao nhiêu 20.000 người hay là cái tiền bán vé đó chỉ đủ trang trải cho chi ca phí. sĩ, ban nhạc và trang trí sân khấu. Còn muốn lời đó thì phải có người bảo trợ. Thí dụ như là một cái công ty ABC đó nó đã bảo trợ cho một ca sĩ này như thế này, công ra ca bảo trợ ca sĩ này bao nhiêu tiền, thì cái tiền bảo trợ đó là cái tiền giàu. Mà tại sao Đàm Vĩnh Hưng đấy là chỉ là người ca sĩ hát thôi mà bây giờ ở cái nhà cả mấy triệu đô la, mấy triệu đô la chứ không phải là thường ca tiền tiền triệu triệu tiền Việt Nam. Thì bây giờ coi như là Như Quỳnh, coi như nếu mà chỉ còn một vài ca sĩ chẳng hạn như Đan Nguyên chưa được về, thì Đan Nguyên á, thì anh đã phản tỉnh anh ra khỏi Asia. Thế nhưng mà Đan Nguyên năm 2016 á, thì Quang Lê nói rằng á, Quang Lê sẽ đưa Đan Nguyên về Việt Nam. Nhưng mà có lẽ cái lỗi của Đan Nguyên quá nặng. Mặc đồ các quân binh chủng nhảy dù biệt kích, biệt động quân này kia, hát những nhạc quân đội nhiều. Nhưng mà có lẽ là cái tội nặng nhất là Việt Nam tôi đâu. Lên trên Washington DC để làm một cái đại nhạc hội, à không phải, một cái buổi diễn ngoài trời. Thành ra cái mà cái Việt Nam tôi đâu thì cái anh chị Khang cái anh đã bị ở tù rồi, thì bây giờ hát Việt Nam tôi đâu thì hơi khó. Trong khi Như Quỳnh á đã đậu trong cái cuộc tuyển lựa thi ca sĩ cái gì không phải Như có Bác Hồ mà cái bài hát Đây là nghiệp dư rồi phải. thành 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 phố thân yêu. Cờ bay trên thành phố thân yêu, cái bản nhạc cái đó nó cũng nói về cái cuộc chiến thắng của 30 tháng 4. Thì Như Quỳnh lúc đó được đậu, và trong đó Như Quỳnh như qua bên này và như vậy Như Quỳnh về rất được rất nhiều người tán mộ ái mộ, và Ngọc Sơn không không ngại mà tỏ tình luôn. Rồi một ông bác sĩ trẻ cũng lại lại tỏ tình luôn, lại rất yêu tiếng hát và rất yêu cái Như Quỳnh. Chỉ tiếc rằng Như Quỳnh hồi này hơi hơi mất da mất thịt ngày hơn ngày xưa. Những cái bản nhạc mà trên YouTube bây giờ họ đưa lại những cái bản nhạc mà cái gì Tuyết nhỉ? Nói về Người Tình Mùa Đông. Đấy. Bản nhạc đó đưa cái Như Quỳnh lên đài danh vọng ở cộng hòa hải ngoại này, và ở trong nước sắp lại cái bài đó cho Như Quỳnh hát. Phải công nhận rằng thì tiếng hát Như Quỳnh cũng có bị so sánh với lại ngày xưa thì cũng kém rất nhiều, khoảng 8-10 thôi. Nhưng mà đó cái về yếu tố tinh thần thì là coi như là ở trong nước họ thắng nè. Họ thắng nè. Bây giờ ca sĩ Đan Nguyên nói rằng ca sĩ cần sân khấu. Tức là có phải có khán giả, mà bây giờ không có khán giả thì lấy đâu hát. Ngay cả Thúy Nga Paris bây giờ cũng chết, thì hà huống sao là bây giờ
lại chưa kể Asia và SBTN lại tách ra làm đôi nữa. Thành ra chắc chắn rằng á, Trúc Hồ cũng sắp sửa chết. SBTN sẽ bị phải đóng cửa bởi vì đó, những chương trình bây giờ chửi Cộng sản, chửi nhà nước, nhờ với là ông Tưởng Thắng hay là Đỗ Dũng hay là Đinh Quang Anh Thái này kia, nó nhảm này. Người ta không muốn nghe chỉ cái điệp khúc. Mà cái gì đó, nó dù nó hay đến đâu đi nữa mà nghe hoài nó cũng nhảm. Mà vào trong cái SBTN lại không có chương trình văn nghệ. Chỉ có mấy ca sĩ là Nguyên Khang mấy này kia rồi đó thì không lý mấy ca sĩ nó cũng hát đi hát lại hoài, không được. Trần Phi Tiễn, cái đại khái bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng cái phong trào âm nhạc bây giờ hết rồi. Đi các hội đoàn bây giờ là các mở hát nhiều nhất. Bữa trước các hội đoàn Biệt Động Quân lên nó là toàn là cái là U mà U60 trở lên hát không. Thì mà U60 là hát mà trong khi ca sĩ như là Như Quỳnh bây giờ còn có 80 thì hỏi làm sao các mở hát được. Thế là lại còn nghĩa là cái màn mà đóng kịch. Đóng kịch nghĩa là cái tẩm không thể tưởng được. Mà tôi cảm thấy rằng tôi nhục khi mà tôi nhìn thấy cái hội Biệt Động Quân tổ chức văn nghệ đó. Vấn đề là vấn đề họ thích xài đồ cổ. À, chuyên viên sưu tầm đồ cổ. Nó tội nghiệp lắm. Vâng, mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Bà anh cảm ơn anh Peter Nguyễn. Ngay còn cái mà khi mà đã nói về Thúy Nga Paris rồi thì là mấy cái đài của Việt Nam ấy, thì mình mới nhìn thấy cái nguy hiểm của cái chương trình của tàu. Đấy, đúng Yun đó. Ông nhìn thấy tất cả những các cái mà mình nhảy vào, đôi khi mình đi mình quảng cáo mấy cái này YouTube đó, lên cái thì lại là thấy cái quảng cáo lớn của cái này, nó từ ngày nào tới ngày nào, ui trời ơi, chiếc chuyện nó nhảy, nó vũ, nó công phu. Công phu đẹp lắm. Đấy, cái chương trình Yanshin á. Yanshin nó là cả. Cái đám đó là của cái đám phương. Cái phủ Luân Công đó không phải Pháp Luân Công không phải đâu nó chiếu ở đây nhà, nhưng mà cái Pháp Luân Công nó không Pháp Luân Công yếu hơn nhiều. Cái danh phim này nó có từ lâu rồi, nhưng mà cái đám đó cũng là đám chống cộng nặng lắm. Không, cái danh phim lại hoàn toàn lại không chống cộng. Cái này Pháp Luân Công thì có, thì cái này nó là văn hóa của Trung Quốc. Tôi đi xem cái đó nó để cho cuối cùng cái thằng quỷ đỏ đó nó chiếu rồi đây nó nhảy lên rồi nó nhảy xuống rồi nó trốn xuống nó đánh nó bắt những cái loại quỷ đỏ đó là cái đám đó là đám chống cộng đấy. Nguyên cái show bác mới thấy nó làm cái show đó là để chống cộng. Nguyên cái show tôi có xem không, nó là văn hóa của nước, nó văn hóa của nó là cái một trong cái văn hóa lớn của nước tàu. Cái đám đó là cái đám không biết là Đài Loan hay là của Trung Quốc. Tôi có đi mới đây này, cái mới nhất này, ở dưới Costa Mesa. Thì hôm đó nó như thế này. Nó có nói xấu về cái chế độ cộng sản mà lúc mà hồi mà mới tiếp thu. Phải có. Đấy. Thì nó bắt những thanh niên trong cái màn múa của nó. Đấy, rõ ràng là ấy. Thì nó chửi cái chế độ cộng sản ngày xưa. Đấy, cái lúc mà hồi Mao Trạch Đông được kia đấy, đó đấy có chứ còn không phải là bây giờ. Nhưng mà nó không phải là Pháp Luân Công. Pháp Luân Công nó chỉ là một cái tổ chức mới sau này, và bây giờ nó đã đi về Việt Nam rồi, và bên Việt Nam hình như đã dẹp rồi đó. Thì cái Pháp Luân Công ngay ở đây cũng vậy, cái nhóm mà Việt Tân á, nó sử dụng Pháp Luân Công rất nhiều. Tôi biết rất nhiều người ở bên Việt Tân á, gia nhập cái tổ chức. Nó có tờ báo của nó Epoch. Thế nhưng mà nói rằng cái danh trang là của Pháp Luân Công thì hoàn toàn không có. Nó có từ lâu rồi mà nó trình diễn. Nó đi liên tục trên toàn thế giới. Ngay cả nước Mỹ này. Một năm nó trở lại. Nó đi một lần. Nó là một cái... Nó văn hóa nó cũng giống như là cái cuốn sử Việt Nam, nhưng mà đi về phương diện văn hóa. Đúng rồi, đó, đúng. Văn hóa, những giai đoạn nào sai của cải cách ruộng đúng. Đất hay là những giai đoạn đúng. Nào đúng. Cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Chứ không phải rằng thì là đúng. Để mà nó phát huy cái, thí dụ như tinh thần đạo Phật. Nó mang cái hình ảnh Tây Du Ký. Đấy, cái Tôn Ngộ Không đấy, nó cứ làm cái trò nhỏ lên rồi phóng lên đấy, rồi cái nó làm nó rất dễ này kia. Thì đó là ý của nói rằng á, là bên cái vấn đề Phật pháp
ngay Phật cả ở bên Đài Loan, xin lỗi, ngay cả Hồng Kông với lại ở lục địa là chống cái đám đó nhiều lắm. Dạ vâng, họ chống hết nó, nhưng mà nó dùng cái pháp luân công để nó dạy tài chi chuẩn đó. Đấy. Thế nhưng mà thật sự rằng khi mà nói chuyện thì lại nó nói về chính trị và nó chống cộng sản. Nhưng mà dân chuyên thì không có, dân chuyên nó không có, nó được lòng tất cả các thế giới, ngay cả các đài Mỹ quảng cáo. Bây giờ thì nó quảng cáo lớn lắm không? Quảng cáo lớn lắm. Mà nó mướn quảng cáo đó là núi của đó. Dạ vâng. Tôi thấy tờ Register, cái còn này cũng, chủ nhật này cũng là quảng cáo. Thế nhân tiện nói về vấn đề mà văn nghệ đó, thì tại sao đó, những ca sĩ Nam Hàn, đấy, họ bắt chước bà Melanie Trump mặc cả quần áo. Đấy, nó họ sáng chế ra quần áo bà Trâm, bà mặc cái kiểu áo này thì họ đi ra, họ cũng đi làm những cái đó, họ hát. Mà tại sao người Việt Nam mình lại không có nói, mà cứ nói là ca sĩ trong nước cái là bọn ngoại với lại cái này, khi có những cái màn bây giờ cứ bắt người ta phải mặc áo dài. Thế ở cộng đồng đây đó, thì bây giờ quý vị bắt người ta mặc áo dài được không? Đấy, cái vấn đề bây giờ đấy, ngay cả sân khấu của Asia đó, lấy mấy ca sĩ trẻ này kia không có tiếng tăm gì hết lên nhà mà cũng là phơi vú phơi mông ra này kia hát này kia, thì không nói đi, bây giờ đi nói trong nước. Nhưng có điều đó, thì cái chợ Tết Bôn Gia đó là một cái sự thất bại. Thứ nhất, không được có được cái lá cờ vàng và sọc đỏ. Thứ hai, màu đỏ nhiều hơn màu vàng. Lông đen đỏ và sông bài đã xâm nhập, văn hóa sông bài xâm nhập hai cái bảng rõ ràng của Petchenga. Và họ xài đúng cái chữ cung trúc tân xuân. Cung trúc tân xuân là tiếng Hán Việt. Ở Việt Nam họ không xài cung trúc tân xuân. Việt Nam xài là chúc mừng năm mới. Prosperous là cái gì? Là Happy New Year. Yeah. Yeah. Hay là cái này công nghỉ pha sòi à? Là thịnh vượng. Còn một cái chuyện nữa rồi. Bà anh nói bà Janet Nguyễn mới gì đó. Dạ vâng. Thế thì là bây giờ là bà ấy cũng múa nhiều lắm. Dạ, bà ấy nhiều sáng kiến lắm ạ. Dạ. Sáng kiến lắm. Bây giờ là mình, theo tôi đó, thì Janet Nguyễn và Diệp Viên Trường sẽ đắc cử. Đấy không? Sẽ tái đắc cử. Và còn thì Tạ Đức Chí mới gì đó thì cũng vẫn còn tồn tại, nó là một loại bung sung, cũng giống như là cái ông nghị viên cái gì người Mễ người biết đó. À, bung sung, nhưng mà mình mới nhìn thấy là cái thế lực của tàu đó nó ngầm ở dưới, tại vì nó họ Diệp mới là họ mày. Tạ đều là gốc tàu mà. nó mới đặt nó là cái người vâng thưa bác là không biết cái vụ mà